Đối thủ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Miss World trả lại vương miện vì bị tố mua giải. Mỹ nhân thế dỗ gây thương nhớ vì vẻ đẹp say lòng người. Hoa hậu Thế giới Lào 2021 Sophavan Sophapadi, một trong những đối thủ của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi Miss World 2021, đã chính thức tuyên bố trả lại vương miện. Theo Angelo Fodia, ngày 31 tháng 3, người đẹp Sophavan Sophapadi đã vượt qua 19 thí sinh để giành vương miện danh giá tại Miss World Lào, Hoa hậu Thế giới Lào 2021. Sau cuộc thi, nhan sắc và những thông tin liên quan đến nữ hoàng sắc đẹp mới trở thành tâm điểm bàn tán rầm rộ của dân mạng. Nhiều khán giả yêu cầu ban tổ chức hủy kết quả cuộc thi, trao lại vương miện. Đại diện Miss World Lào ra thông báo cho phép Sophapadi có 2 tuần để cung cấp bằng chứng thanh minh nếu muốn tiếp tục giữ danh hiệu. Không chịu nổi sức ép của công chúng, Phongsavan Sophapadi đã quyết định không thanh minh mà lựa chọn ra phương án trả lại vương miện cho ban tổ chức. Trên trang cá nhân, cô đăng tải lại một số khoảnh khắc đẹp của mình tại cuộc thi cùng 2 á hậu, cô viết: "Hôm qua là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng tôi dùng hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhất vai trò mà bản thân được giao phó. Cảm ơn mọi người đã luôn cổ vũ, động viên tôi trong thời gian qua. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời từng giúp đỡ tôi trong cuộc thi. Cảm ơn những người đã bầu chọn cho tôi. Với mọi người, ngôi vị hoa hậu là danh hiệu, nhưng với tôi, tình bạn với mọi người sẽ kéo dài mãi. Hôm qua là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng tôi làm tốt nhất vai trò của mình. Xin gửi lại gánh nặng và nghĩa vụ giúp đỡ cộng đồng cho người kế vị xứng đáng. Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người." Sophavan viết. Tuy nhiên, việc cô thông báo từ bỏ vương miện mà không nêu thẳng lý do cũng khiến một số người không hài lòng. Họ cho rằng người đẹp này lẽ ra phải xin lỗi, giải quyết tận cùng vấn đề chứ không phải lấp lửng như thế. Ngay sau đó, đại diện của tổ chức Hoa hậu Lào cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên. Sophavan Sophapadi muốn trả lại vương miện hoa hậu cho ban tổ chức vì một số lý do chưa được tiết lộ. Vì vậy, thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố hủy bỏ danh hiệu Miss World Lào 2021 của cô ấy từ hôm nay. Văn bản chính thức về việc trả lại vương miện và bổ nhiệm tân hoa hậu sẽ sớm được công bố. Người đẹp Sophavan Sophapadi đang sống tại Vientiane, Lào và từng theo học tại trường kinh doanh Nus, Đại học Quốc gia Singapore, đồng thời có bằng cử nhân kế toán và quản lý tài chính tại Đại học Portsmouth, Anh. Cô sở hữu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Bangor, Anh. Người đẹp Sophavan Sophapadi sở hữu chiều cao khiêm tốn và hình thể không quá nổi bật. Cô bị chỉ trích về nhan sắc và bị so sánh kém hơn những á hậu của cuộc thi, làm dấy lên nghi án mua giải. Được biết, tân hoa hậu sinh ra trong một gia đình giàu sang, quyền lực nên công chúng bày tỏ nghi ngờ gia đình người đẹp đã bỏ tiền để mua giải. Sophavan Sophapadi được cho rằng sinh năm 1991 chứ không phải năm 1995 như trong hồ sơ đăng ký. Ngoài ra, còn có thông tin Sophavan Sophapadi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Lào 2007 vào năm 16 tuổi. Bên cạnh đó, hình ảnh chứng minh nhân dân bị rò rỉ trên mạng cho thấy cô sinh năm 1991, tức đã 30 tuổi. Sau khi từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Lào 2021, Sophavan Sophapadi sẽ không đại diện cho Lào tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Trước thông tin tân hoa hậu Lào trả lại vương miện, Phongvilai Lautat, á hậu 1 của cuộc thi, sẽ lên thay thế vị trí. Cô nàng sẽ nhận sát vương miện Hoa hậu Thế giới Lào và được trao cơ hội đại diện nước này tham dự Miss World 2021. Việc Phongvilai Lautat trở thành Hoa hậu Thế giới Lào được nhiều sự quan tâm ủng hộ của đông đảo fan sắc đẹp trong nước. Bên dưới một bình luận, dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân viên trăng, cho rằng cô nàng là cái tên xứng đáng cho vương miện, đồng thời cổ vũ, khích lệ người đẹp có sự chuẩn bị thật tốt để tranh tài tại Hoa hậu Thế giới 2021. Diện mạo khả ái với những đường nét cuốn hút là điểm giúp người đẹp 9X luôn tỏa sáng giữa dàn thí sinh Miss World Lào 2021. Nếu Sophavan Sophapadi bị chê bai nhan sắc sau khi đăng quang, thì Phongvilai Lautat lại luôn nằm trong top thí sinh có gương mặt đẹp nhất cuộc thi. Trước đó, Miss Salary cũng đã công bố bảng xếp hạng First Hot Fix về Miss World 2021. Và bất ngờ nhất dành cho fan hâm mộ sắc đẹp Việt Nam là Đỗ Thị Hà được xếp ở vị trí thứ 10 trong top những hoa hậu có khả năng giành vương miện nhất cho đến thời điểm hiện tại. Điều đáng nói, đại diện Việt Nam là một trong 2 người đẹp duy nhất của châu Á, vị trí thứ 3 thuộc về Indonesia. Hiện tại, so với các đàn chị đi trước, Đỗ Thị Hà có thời gian chuẩn bị khá nhiều để hoàn thiện mọi kỹ năng từ casework, ngoại ngữ. Với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, vốn dĩ rất được lòng ban tổ chức, cộng thêm nhan sắc tươi trẻ cùng nụ cười rạng rỡ, làn da trắng ngần, chắc chắn Đỗ Thị Hà sẽ là một trong những đối thủ đăng ký cho mùa giải năm nay. Các con bạn, bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.